Hello, con xin được kính chào quý ông bà anh chị em đã quay trở lại chương trình Hành Hương. Hôm nay con mời quý ông bà anh chị em cùng với con đến với trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long. Đây là khu vực tại thành phố Vĩnh Long. Đằng sau lưng con đó là một trung tâm hành hương rất là lớn của giáo phận Vĩnh Long. Trong một dịp công tác, chúng con về sinh hoạt cùng với các em thiếu nhi tại Tiền Giang thì chúng con cũng ghé qua Vĩnh Long. Nơi đây thì cũng rất là gần với Tiền Giang. Con mời quý ông bà anh chị em cùng theo chân con đi vào để hành hương Đức Mẹ Fatima, để tạ ơn Đức Mẹ vì một chuyến đi bình an. Đồng thời những ai chưa biết về trung tâm này thì con mời quý ông bà anh chị em hãy cùng theo chân con để cùng tìm hiểu và tham quan và hành hương tại Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long nhé. Phía trước đây là quốc lộ 53. Chúng con vừa mới từ cầu Mỹ Thuận rẽ trái về thành phố Vĩnh Long. Qua khoảng chừng 5 km thì bên tay trái đó là trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima giáo phận Vĩnh Long. Đây là một trong những trung tâm hành hương rất nổi tiếng tại giáo phận, nơi có những thánh lễ 13 hàng tháng, cùng với những thánh lễ quan trọng như là lễ Đức Mẹ Fatima, nơi quy tụ tất cả các khách hành hương đến với Mẹ Fatima. Khu vực này thì cũng khá là rộng, có thể chứa được khoảng 5.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ. Đây là Đức Mẹ Fatima, trung tâm hành hương giáo phận Vĩnh Long. Cách đây khoảng 10 năm, thời sinh viên thì chúng con cũng đã từng đến đây một lần. Hôm nay quay trở lại thì cảm nhận có sự thay đổi rất nhiều. Hình dáng mẹ và phía trước lễ đài thì không có gì thay đổi, nhưng quang cảnh cũng đã thay đổi rất là nhiều. Những ai đã từng đến với Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long thì có xem được video này thì xin cho con một cảm nhận về nơi này nhé. Đây là khu vực lễ đài có đặt tượng Đức Mẹ Fatima. Hôm nay con cùng với bạn Mai, cùng với tất cả quý cô trong nhóm thiện nguyện có dịp về miền Tây, Tiền Giang, Đồng Tháp thì ghé thăm Đức Mẹ Fatima. Còn đây là quang cảnh chung về trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, cũng rất là rộng lớn, có mái che đủ cho bà con tham dự những thánh lễ. Bên cạnh đó thì còn có một nhà sách công giáo để cho những ai có nhu cầu thì chúng ta có thể mua tranh ảnh tượng. Bên này là khu vực nhà vệ sinh cũng như là những hàng ghế trên phía khán đài cao để cho mọi người thuận tiện tham dự thánh lễ. Như con nói lúc đầu thì cũng đã
có sự thay đổi rất là nhiều. Hơn 10 năm rồi chúng con chưa về đây. Đây là khuôn mặt Đức Mẹ Fatima hiền từ, đang cúi nhìn đoàn con cái đến để cầu khẩn, kêu xin mẹ, nhờ mẹ chuyển những lời cầu xin đến với Chúa để ban cho con cái những ơn lành cần thiết. Xin những ai không đến được với Đức Mẹ Fatima thì qua video này cũng có thể hướng lòng về mẹ, đồng hành và cùng cầu nguyện với mẹ. Bên trong đây là nhà nguyện dành cho khách hành hương và có thánh lễ mỗi ngày. Nhà nguyện tuy không lớn nhưng mà rất ấm cúng. Ở đây thì mọi người có thể đến tham dự thánh lễ, dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Và cái đó là chúng ta cũng có thể tham quan và hành hương bên lễ đài Mẹ Fatima rất là rộng lớn. Ở đây thì mọi người có thể đi xưng tội, có các cha luôn hồi tòa giải tội để giải tội cho chúng ta. Còn đây là khu vực tham dự thánh lễ cùng với Đức Mẹ Fatima, hay có thể nói là một quảng trường nho nhỏ có thể chứa lên đến 5.000 người trong những thánh lễ lớn. Nơi đây thì thường xuyên các tín hữu đến để cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Fatima. Hơi nắng. Rồi, lời cuối cùng con xin được cảm ơn quý ông bà anh chị em đã theo dõi video từ đầu chương trình đến giờ. Chương trình Hành Hương Công Giáo trên kênh Karaoke Thánh Ca và Đời Được Sống Đạo. Xin cho con một like, một share, chia sẻ đến tất cả mọi người biết về Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima. Đồng thời cho con một bình luận nếu quý vị đã đến nơi này rồi hoặc chưa đến, hoặc muốn dâng lời cầu xin tạ ơn Đức Mẹ thì cho con một bình luận. Đồng thời quý vị đừng quên bấm nút đăng ký để nhận được những video mới nhất từ kênh Karaoke Thánh Ca và Đời Sáng Đạo của chúng con nhé. Một lần nữa con xin được kính chúc quý ông bà anh chị em có được những ngày nghỉ thật là tốt đẹp. Nếu có dịp quý vị hãy đến với thành phố Vĩnh Long để cùng tham quan hành hương trung tâm Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long. Một lần nữa con xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều.